Chiếc đẩy Crown xe 2000, đây là một chiếc đẩy công suất tốt của Mỹ xịn, tầm tiền hợp lý, xe 2000 các bác nhé, điện 120V đấy, chứ không phải 220 các bác nhé, 120V. Luôn luôn nhấn mạnh về vấn đề điện để anh em tránh cắm nhầm. Em này nó là hàng Mỹ cho nên là Mỹ thì nó có loại xuất nó điện 220, loại này là dùng nội điện. Made in USA, điện 120V. Đây, các bác nhìn nhá, cái thông số người ta ghi ở đây. Đó. Đấy, công suất 660W trên một kênh ở cái trở kháng 4 ohm nhá các bác nhá. Đây là cái đường vào. Đây là cái đây, xin lỗi các bác, đây là đường vào. Còn đây đường ra, output là ra này. Đó. Đường vào thì các bác có thể cắm chân như thế này, chân chuyển này cũng được này. Công suất em này rất là tốt. Đó. Và tầm tiền nó hợp lý cho nên là anh em có thể chơi được đẩy Mỹ. Crown xịn, tiếng hay. Anh em dùng gia đình con này cũng rất hợp lý luôn. Cái này tiện cái là thiết kế volume nó đã chuyển lên đằng trước. Những cái dòng đời này thì nó làm cái volume chuyển đằng trước này thì có nhiều anh em khoái hơn. Bởi vì chỉnh nó tiện. Đấy. Còn thực ra đẩy nếu mà em kinh nghiệm chơi của em thì đẩy sau thì cũng không vấn đề. Bởi vì thường đẩy là sẽ để cố định ở một mức. Đấy, chỉnh volume thường chỉnh ở mixer hoặc là chỉnh ở... Nếu các bác cắm qua những cái dòng âm đi hát thì chỉnh âm đi hát. Đấy, còn cái này sẽ để cố định. Dòng xe 2000 này thì vừa tiếng tốt, vừa lực, vừa tầm tiền hợp lý. Và cái thiết kế của nó em đánh giá cũng rất là đẹp. Thiết kế nó nhìn hiện đại, nhìn nó như kiểu con robot ấy. Chiếc này còn rất là mới các bác nhé, rất là mới và đẹp. Đó, anh em nào đang muốn sở hữu một em đẩy Crown thì điện cho em nhé. Đó. Rất là tầm tiền. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Bây giờ em sẽ test thêm cho các bác nghe đoạn nữa. Đang test direct chứ không qua dề, không qua âm sắc gì cả, không qua vang gì cả. Nói thêm với các bác, nhiều anh em cũng hay hỏi cái vấn đề này. Đấy, thì nếu dùng một chiếc đẩy không này thì có hát được không, có nghe nhạc được không, thì hoàn toàn được. Hoàn toàn được nha các bác nhá. Bởi vì đây này, bản thân đẩy thì nó không khác gì một chiếc âm ly. Về cơ bản nó là một chiếc âm ly, nhưng nó không có phần âm sắc, mà nó không có các nhiều ngõ vào như âm ly thôi. Còn về cơ bản thì nó như nhau, nó vẫn có nguồn, có công suất, có tụ lọc. Đấy, có những cái gọi là kết cấu chính, bộ phận chính để tạo lên một chiếc âm ly. Do đó thì anh em hoàn toàn có thể nghe nhạc được. Đấy. Có những anh em nghe nhạc mà với lại đích danh là với Crown nữa. Bởi vì sao? Ở Việt Nam anh em chuộng Crown. Bởi vì đẩy Crown tiếng nó rất là hay. Đấy, cho nên là với những em đẩy Crown thì có những em chơi nhạc chỉ cần chơi mỗi đẩy thôi. Còn trường hợp anh em là mà muốn thêm được cái chỉnh âm sắc thì các bác có thể thêm vang hoặc thêm equalizer. Nếu mà anh em chỉ nghe nhạc không thì anh em cũng có thể kết hợp vang hoặc là equalizer cũng được. Còn nếu các bác hát thì các bác đương nhiên phải thêm vang rồi. Chỉ cần còn vang không thôi là các bác kết hợp vào là các bác hát được các bác nhá. Do đó thì một mình em này và cái phối thì em này thì các bác có thể đánh được một cặp 601 CD3
kết hợp thêm với cả một cặp 301 C4 hoặc một cặp BMB 252. Đấy, là các bác chơi được hai cặp đấy, hoặc một cặp 701 hai lỗ cùng với cặp bu 301 chẳng hạn, như các bác kết hợp thì em này em đẩy tốt, đẩy vô tư nhé. Do vậy thì một gia đình chỉ cần một em đẩy đấy thôi là có thể chơi được rồi, với phòng tầm khoảng trên dưới 30 mét, các bác chơi hai cặp như em vừa nói là rất là tuyệt vời. Hoặc là có những anh em không gian hạn chế thì các bác chơi một cặp, một chiếc này với cả một cặp BMB 850 cùng một cặp 301 C4 chẳng hạn, thì các bác hoàn toàn có thể kết hợp kiểu đấy được. Đấy. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.